Dragon Yogi Drupa practitioner starts the prostration. Theo truyền thống của truyền thừa Drupa, mỗi hành giả trước khi bắt đầu vào tu tập ngôn rô, chúng ta cần dành 4 năm chuyên quán tứ niệm pháp, mà nếu không thể dành được 4 năm, ít nhất trong 3 tháng chuyên miên mật quán tứ niệm pháp, chúng ta có thể tụng đọc ngôn rô nhưng đừng bắt đầu thực hành vào phần nội ngôn rô nếu chúng ta chưa tu tập tứ niệm pháp. Trong tứ niệm pháp, chúng ta cần thiền quán về sự quý giá 18 điều may mắn trong thân người mà chúng ta đã có. Chúng ta có hạnh phúc, có được thân người, có được bậc thầy, sinh ra vào thời có Phật, có đức tin với Tam Bảo, hạnh ngộ minh sư và được thực hành chánh pháp. Đó là những phúc đức may mắn mà chúng ta có được. Bài quán thân người khó được sẽ giúp cho chúng ta biết trân trọng và tri ân thực tại, trân trọng những phúc đức mình đang có. Thứ hai là chúng ta cần thiền quán về vô thường và sự chết. Bởi thân người rất quý giá, đầy đủ tất cả các yếu tố, nhưng nếu chúng ta không thực hành Phật Pháp, không thể biết được cái chết sẽ đến vào khi nào. Bởi vậy, quán về vô thường và tiến trình của cái chết sẽ giúp cho chúng ta tinh tiến, nỗ lực thực hành Pháp và không bám chấp vào thân, tâm, cảnh. Bởi chúng ta biết rõ rằng thân của chúng ta mong manh vô thường, có thể từ bỏ nó bất kỳ lúc nào. Từng nói rằng, ngày mai hay đời sau, cái gì đến trước, không ai biết được. Cảnh chúng ta đang sống cũng vậy, biết bao đổi thay, hôm nay thế này, mai thế khác. Bởi vậy, cảnh cũng vô thường. Tâm chúng ta cũng thế. Một chuỗi dài của buồn, vui, yêu, ghét, đắp đổi lẫn nhau, xoay quanh tất cả tâm cũng vô thường. Do quán bản chất vô thường của thân, tâm, cảnh sẽ giúp cho chúng ta tinh tiến hơn, nỗ lực hơn để tận dụng những giây phút quý giá chúng ta đang được làm người, những giây phút bình an chúng ta đang có. Đó là pháp thiền quán thứ hai. Tiếp đến chúng ta cần quán về quy luật của nghiệp để có đức tin vào nhân quả. Nếu không có đức tin vào nghiệp và nhân quả, chắc chắn chúng ta sẽ chà đạp lên nhân quả, thì dù có tu gì đi chăng nữa cũng không thể giải thoát. Bởi vậy, người tu quán về nhân quả để luôn luôn kiểm soát mọi hành động của chúng ta, xem ngày hôm qua hay ngày hôm nay mình đã tạo những nghiệp thiện nào, đã tạo những bất thiện nghiệp nào, đã tạo những vô lậu nghiệp nào. Luôn luôn kiểm soát ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, không để chúng ta bừa bãi tạo nên những bất thiện nghiệp để phải chịu trôi lăn trong luân hồi. Và thiền quán thứ tư là chúng ta thiền quán về nỗi khổ của sáu đạo chúng sinh trong luân hồi để phát bồ đề tâm, phát tâm xuất ly, phát tâm cầu giải thoát và phát bồ đề tâm thương xót sáu đạo chúng sinh, nhanh chóng giải thoát, quay trở lại cứu độ chúng sinh. Đó là bốn pháp tu tứ niệm pháp cần phải tu tập miên mật trong 4 năm hoặc ít nhất là 3 tháng. You know, if you look at there's a wheel of life, if you when you look at it. Trong bảng luân hồi, bức tranh về luân hồi là bức tranh chúng ta cần phải học để quán về khổ. Chúng ta sẽ thấy trong trung tâm của bức tranh là ba con vật, gồm có con lợn, con gà và con rắn. Con lợn, tức là con heo, thì là tượng trưng cho tâm si, con gà tượng trưng cho tâm tham và con rắn tượng trưng cho tâm sân. Ba tâm này, tham, sân, si, cứ nối đuôi nhau để đẩy cho chúng ta tạo biết bao nghiệp ác. Và vòng ngoài của nó là vòng nghiệp, vòng ngoài nữa là vòng khổ, tức là sáu đạo luân hồi. Như vậy, ba vòng trong bảng luân hồi là hoặc, nghiệp, khổ. Chữ hoặc tức là vòng mê lầm, gồm có tham, sân, si. Vòng nghiệp là vòng thứ hai và vòng khổ là kết quả. Chính vì chúng ta đã không nhận ra được bản chất tâm thanh tịnh, viên mãn và bất nhị ở nơi mỗi chúng ta, cho nên chúng ta mới phản chiếu ra tất cả các loại từ nhị nguyên như là tôi, ta, người. Từ đấy phát khởi tham, sân, si. Và do tham, sân, si, chúng ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp sẽ dẫn đến quả báo phải trôi lăn trong sáu đạo luân hồi. Bởi vậy, chúng ta biết rằng nguyên nhân chính để có luân hồi sinh tử do chính là bởi chúng ta không có trí tuệ để nhận ra được bản chất tâm hay không có trí tuệ để nhận ra được Phật tính ở nơi bên trong chúng ta. Chính vì thế, khi thực hành quy y Tam Bảo, ngoài thực hành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng bên ngoài, chúng ta cần tu tập để nhận ra được Phật, Pháp, Tăng bên trong của chúng ta. Bởi khi quy y
Phật, khi chúng ta nhận ra được Phật tính của mình, có khoảng khắc nào đó an trụ trong trạng thái Phật tính của mình, đó là chúng ta đang quy y Đức Phật bí mật trong lòng chúng ta. Phương pháp thực hành, mỗi khi tư tưởng phiền não tham sân hiện khởi, chúng ta dùng trí tuệ chiếu soi để nhận ra được bản chất hư vọng của tất cả các tư tưởng và nhận ra bản chất thật của nó chính là Phật tính, đó gọi là pháp bí mật ở bên trong chúng ta. Và khi chúng ta bắt đầu phát nguyện sự thực hành, tâm chúng ta thanh tịnh, thoát khỏi mọi sự chi phối của năng sở, thanh tịnh, hòa hợp, đây gọi là tăng bí mật trong tâm của chúng ta. Như vậy, quy y Tam Bảo bên ngoài là Đức Phật, là giáo pháp, là tăng đoàn, để xin sự gia trì của Ngài, sự dẫn đạo của các Ngài, giúp cho chúng ta chứng ngộ Tam Bảo bên trong mỗi chúng ta. Last time I saw His Holiness signing, like, I don't know, 300-400 books. Lần trước tôi có nhìn thấy Đức Pháp Vương làm nghi thức giới thiệu quyển sách. Trong đấy tôi nghĩ rằng đó là quyển sách 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh. Trong quyển 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh cũng đã từng nói tất cả những gì xuất hiện trước mặt chúng ta, xuất hiện trong tư tưởng chúng ta vốn là huyền ảo. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy hoa trên bàn là đẹp, rồi chúng ta nhìn thấy nhà, cửa, ghế, bàn, tất cả mọi thứ, kẻ thù, người thân, rồi cười, nói, hạnh phúc, khổ đau. Thật ra tất cả những thứ đấy vốn là do tâm của chúng ta tự tạo nên. Bản chất của tất cả vạn pháp vượt ra ngoài tốt xấu hay dở, nhưng vì tâm của chúng ta nó tự đặt ra tốt xấu hay dở, tâm của chúng ta tạo ra vạn pháp. Chính vì thế, chúng ta không thoát ra được sự dán nhãn và sự tạo ra vạn pháp của nó. Chúng ta chấp trước, kẹt vào trong đó, để rồi chúng ta khổ đau. Vậy thì bản chất tâm chân thật của chúng ta vốn thoát ngoài mọi sự phân biệt nhị nguyên, nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra điều này. Chúng ta không bao giờ tự kiểm tra để tìm hiểu về vấn đề này. Giống như khi ở trong trời tối, chúng ta nhìn thấy sợi dây, không cần kiểm tra, chúng ta đã hô lên là con rắn, để rồi chúng ta chạy hoặc dùng dao để chặt, để bắn, vân vân. Như vậy, cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi thứ, nhìn thấy hoa đẹp hay nhìn thấy cảnh này, cảnh kia, chúng ta không bao giờ chịu để lòng, để quán chiếu, để xem lại, kiểm tra, để nhận ra được bản chất chân thật của vạn pháp là gì. Nếu các Phật tử chịu khó, mỗi khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, chúng ta để lòng, để tư duy và suy nghĩ, chúng ta dần dần sẽ thoát được mọi sự phân biệt nhị nguyên, dần dần sẽ nhận ra được bản chất chân thật của tất cả vạn pháp. Chính vì vậy mà chúng ta thường thực tập thiền. Trong lúc thiền quán hòa tan, chúng ta sẽ không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về vị lai, không phân biệt những gì trong hiện tại. Trong khoảng khắc hiện tại, tất cả những đối tượng của sáu căn xuất hiện, chúng ta không xua đuổi, nhưng cũng không nắm bắt. Hoàn toàn tâm của chúng ta an trụ trong khoảng khắc của thực tại nhiệm màu, trong bản chất tâm thanh tịnh của chúng ta. Tập như vậy, dần dần chúng ta sẽ đến gần hơn với bản chất tâm chân thật và hiểu rõ được sự huyễn ảo của các pháp mà chúng ta tạo dựng nên. When the reason why we see clear and empty nature of the mind. Khi nói về bản chất tâm trong sáng, ví dụ như tâm sáng như tấm gương hay pha lê, có thể phản ánh vì rất trong suốt và sáng. Bởi vậy, tấm gương hay mảnh pha lê có thể phản ánh tất cả mọi hình ảnh, mọi màu sắc trên nó, như màu xanh vàng, đỏ trắng, hay quả cam, hay cái cốc, vân vân, đều có thể hiện trong tấm gương này. Nhưng trong lúc đó, những màu sắc hay các hình ảnh không làm ảnh hưởng đến tấm gương, không làm ảnh hưởng đến tấm pha lê. Tấm pha lê không vì thế mà biến thành màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Tấm pha lê vốn vẫn vô nhiễm. Bản chất tâm của chúng ta cũng vậy, vượt thoát khỏi mọi sự phân biệt nhị nguyên, nhưng hàng ngày các xúc tình tiêu cực như buồn, vui, cô đơn, hạnh phúc, ganh ghét, vân vân, tất cả những loại tư tưởng này nó cứ phản chiếu trong tâm của chúng ta. Rất vui để chúng ta nhận ra rằng những cái tư tưởng này vốn là giả tạm, nó không hề làm ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Bởi nếu chúng ta cho rằng buồn là một xúc tình có thật thì có lẽ
nó sẽ không bao giờ diệt. Một người sinh ra đã buồn thì cái nỗi buồn ấy sẽ đeo đẳng suốt một đời. Nhưng chúng ta thấy nỗi buồn còn có thể không kéo dài nổi một ngày, làm sao có thể là buồn một đời. Bởi vậy, buồn, vui, ganh ghét, cô đơn, tất cả những xúc tình này, nó giống như một cái sự huyễn ảo trong chớp mắt. Và khi nó hiện khởi, nó không hề làm mờ chiếu, nó không hề làm mờ ảo tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta vẫn trong sáng như gương. Khi buồn đến, biết rõ. Khi vui đến, biết rõ. Khi cô đơn đến, vẫn chiếu soi. Và thật ra không cần phải xua đuổi buồn, bởi buồn là một cảm giác, là một ảo tưởng, nó vốn không có thật. Khi buồn đến, quý Phật tử không cần phải tìm cách xua đuổi, tìm cách thoát ra khỏi nỗi buồn, mà chỉ cần bình lặng, hít thở thật sâu để nhìn xem bản chất nỗi buồn là gì. Chúng ta sẽ bất chợt nhận ra hoàn toàn buồn không có. Và lúc đấy chúng ta thấy bản chất thật của nỗi buồn chính là bản chất tâm chân thật của chúng ta. Và khi chúng ta bắt đầu vào phần tu tập nội ngôn rô, phần đầu tiên là phần lễ lạy, chúng ta sẽ quán tưởng cây truyền thừa, cây quy y, với trung tâm của cây quy y là bậc thầy trong hình tướng của Đức Kim Cương Trì, nhánh trung tâm là nhánh của bậc thầy, xung quanh là phía trước là nhánh của các vị hộ pháp, nhánh tiếp là nhánh của Đức Phật Thích Ca, nhánh phía sau lưng là nhánh của Phật Mẫu Bát Nhã tượng trưng cho pháp bảo, và nhánh tới tiếp là nhánh của Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho Tăng Bảo. Chúng ta sẽ quán tưởng như vậy và bắt đầu lễ lạy với Bồ Đề Tâm của chúng ta, tức là câu Manam Khatang Nhampe Sem Chem Thang Trẻ, tiếng Việt là chúng con và hết thảy chúng sinh như hư không, xin quy y, vân vân. Thì sau khi chúng ta kết thúc phần lễ, chúng ta sẽ quán hòa tan tất cả các nhánh, từ nhánh của hộ pháp phía trước theo chiều kim đồng hồ tan vào nhánh của mười phương chư Phật, mười phương chư Phật tan vào nhánh của Phật Mẫu Bát Nhã, xong tan vào nhánh của Đức Quan Âm, rồi tan vào cái nhánh trung tâm của bậc thầy, và cuối cùng là Đức Kim Cương Trì tan thành ánh sáng hòa nhập vào chúng ta. Chúng ta cũng tan thành ánh sáng bất khả phân với bậc thầy. Chúng ta sẽ trụ trong tánh không, trụ trong tánh bất khả phân ấy trong một vài khoảng khắc, cố gắng trụ trong trạng thái không nghĩ quá khứ, không nghĩ vị lai, không phân biệt hiện tại. Và như vậy là cách thực hành tôi đã giới thiệu ngắn về phần lễ lạy. After that is the Vajrasattva practice. So Vajrasattva practice is very much needed because. Và phần tiếp tới là chúng ta tu pháp Kim Cương Tát Đoà. Đây là một pháp tu về sám hối, rất là cần thiết cho tất cả các hành giả, những người thực hành Phật Pháp, bởi vì tất cả chúng ta còn ở trong luân hồi. Cho đến ngày chúng ta vẫn còn trong luân hồi, chưa đạt giác ngộ, chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi nhân quả, nghiệp báo. Chính vì thế, tất cả những nghiệp bất thiện từ nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta tích lũy sẽ cho chúng ta những quả báo, trở thành những kiếp hiện tại, những đời sống chướng ngại, thành những chướng ngại khó khăn trong đời sống hiện tại. Chính vì vậy, việc sám hối sẽ giúp cho chúng ta tịnh hóa tất cả những nghiệp bất thiện chúng ta đã tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp, và nhờ tịnh hóa những nghiệp bất thiện mà mình đã tích lũy thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng những khó khăn chướng ngại trong đời sống của chúng ta. Sự sám hối tịnh hóa từ bên trong, hay nói về bản chất tâm giác ngộ của chúng ta vốn thanh tịnh và hoàn hảo, không nhơ không sạch, cho nên không thể tịnh hóa về bản chất tâm cho sạch hơn nữa. Nhưng chúng ta cần tịnh hóa tâm vô minh, tâm nhị nguyên, tâm bám chấp vào tất cả các sự tướng. Khi chúng ta tịnh hóa thành tựu về bên ngoài và bên trong, thì tất cả những chướng ngại khó khăn trong đời sống hay những chướng ngại khó khăn trong hành trình tâm linh của chúng ta, nó sẽ được tiêu trừ về đức tin, tâm trí thành hay sự tinh tiến, sự sáng suốt, sự an định sẽ dễ dàng phát khởi. Bởi vậy, rất là cần chúng ta sám hối hay tịnh hóa nghiệp chướng pháp tu Kim Cương Tát Đoà. Sau này phần chi tiết, các Phật tử có thể học thêm từ quý thầy. And in the purification also, the ultimate purification is và sự tịnh hóa tuyệt đối nhất
chính là khoảng khắc chúng ta quán hòa tan, khi chúng ta quán bậc thầy trong hình tướng của Đức Kim Cương tất đọa trên đỉnh đầu của chúng ta, tịnh hóa cho chúng ta toàn bộ những nhơ nhiễm, những ô nhiễm, chướng ngại trong thân tâm của chúng ta. Ngài sẽ tan thành ánh sáng, hòa nhập với chúng ta, bản thân chúng ta cũng tan thành ánh sáng. Khoảng khắc trụ trong trạng thái bất nhị ấy, không có ta, không có bậc thầy, không có sự ô nhiễm, trong trạng thái tuyệt đối, trong trạng thái bất nhị, đó chính là sự tịnh hóa cao nhất, sự tịnh hóa tuyệt đối nhất. And then the next third one, you know, and also I forgot to mention that. Và tôi quên không nhắc các Phật tử là khi lễ lại cũng phải 120.000 lễ, khi chúng ta trì Kim Cương Tát Đỏa 120.000 biến, khi cúng dường cũng vậy, và phần tu sau mỗi thứ đều 120.000 biến ạ. Mandala practice is very much needed. Phần cúng dường Mạn Đà La là phần thứ ba, cũng là phần rất là cần thiết, bởi Ngài Long Thọ đã từng dạy rằng để chúng ta có thể thành tựu giác ngộ, chúng ta cần có nhị tư lương, tức là hai loại tích lũy công đức và tích lũy trí tuệ. Khi chúng ta tích lũy công đức và trí tuệ viên mãn, đến khi thành Phật, chúng ta mới thành tựu tam thân. Khi tích lũy công đức, chúng ta sẽ thành tựu được báo thân và hóa thân Phật. Khi tích lũy trí tuệ viên mãn, chúng ta sẽ thành tựu pháp thân Phật. Tích lũy công đức trong phần tu tập ngôn rô chính là phần lễ Phật, tụng trì chú, cúng dường Mạn Đà La, vân vân. Tất cả những phần đấy giúp cho chúng ta tích lũy công đức. Tích lũy trí tuệ chính là những phần chúng ta quán hòa tan, quán tưởng, thiền định, vân vân. Đấy gọi là tích lũy trí tuệ. Khi chúng ta có công đức thì sẽ có những quả báo. Ví dụ như chúng ta có cái mũi to, tại sao vậy? Đấy là do nghiệp báo của chúng ta. Hay ai đấy có đôi mắt đẹp là cũng do phúc báo, nghiệp thiện của họ. Hay chúng ta sinh ra làm người Việt Nam, đó cũng là nghiệp của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đang có trong hiện tại, hình tướng cao thấp, đẹp xấu, gia đình hạnh phúc, khổ đau, thành công hay thất bại đều là kết quả của nghiệp. Cũng như vậy, cho đến khi thành Phật, Đức Phật có 80 tùy hình và 32 hảo tướng đều là do những công đức Ngài đã tích lũy từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Cho đến khi thành Phật, Ngài có những hảo tướng trang nghiêm. Đó gọi là kết quả của phần tích lũy công đức. Nhưng không phải Đức Phật chỉ là một người giống như một người đời gọi là đẹp trai theo khía cạnh thế tục, mà nét đẹp của Ngài là tỏa ra từ bên trong, từ cái tâm giác ngộ của Ngài. Tâm Ngài trụ trong tự tánh tâm, trong bản chất giác ngộ của tâm. Khả năng trụ trong tự tánh tâm và bản chất giác ngộ ấy chính là kết quả do tích lũy trí tuệ. Như vậy, nhị tư lương, công đức và trí tuệ là hai phần tu tập cần thiết của hành giả tu tập Kim Cương Thừa, và trong phần cúng Mạn Đà La, chúng ta cần phải thực hành để tích lũy công đức và trí tuệ. By the time you do reach Guru Yoga practice. Và tiếp cuối cùng là phần thực hành Guru Yoga. Tôi hy vọng rằng trước khi đến phần Guru Yoga, chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều công đức và trí tuệ để có thể sẵn sàng đầy đủ các yếu tố bước vào pháp tu quan trọng này. Bởi trong pháp tu quan trọng này là pháp tu thông qua việc thực hành Guru Yoga giúp cho chúng ta nhận ra được bản chất của chân lý vũ trụ, hay là bản chất của pháp thân ở nơi vạn pháp, bản chất Phật tính ở nơi vạn pháp. Chữ Guru là bậc thầy, Yoga có nghĩa là chân lý của vũ trụ, vốn từ nguyên thủy. Qua thực hành những pháp tu, sự gia trì và quán tưởng về bậc thầy khiến cho chúng ta có thể chứng đạt được chân lý của vũ trụ, vốn nguyên thủy từ bao đời. Đó là cái đích cuối cùng của người tu tập pháp tu Guru Yoga. In the Guru Yoga, there's a lot of talk about the three kayas, you know, the... Nhiều người nói rằng làm thế nào để thông qua pháp tu Guru Yoga chúng ta có thể nhận ra được tam thân, nhận ra được tam thân nơi vạn pháp. Nói về mặt tương đối, khi chúng ta nhìn thấy hình tướng của Đức Phật rất là trang nghiêm, rất tố hảo, đầy đủ 32 tướng hảo, 80 tùy hình với hào quang rực rỡ, đó là chúng ta đang nhìn sắc tướng của Phật. Khẩu của Ngài, lời của Ngài nói ra những lời rất là viên âm, đem lại sự lợi ích mát mẻ cho hết thảy chúng sinh, và tâm của Ngài là tâm giác ngộ. Đó là nói về mặt tương đối. Về mặt tuyệt đối, mỗi sắc tướng chúng ta nhìn, chúng ta cần nhận ra được sắc chân thật, hay còn nhận ra được
hóa thân Phật nơi sắc tướng, tức là khi nhìn thấy một hình sắc, chúng ta đừng nhìn bằng sự phân biệt nhị nguyên như cái này xấu, cái kia đẹp, cái này tốt, cái kia dở. Chúng ta cứ buông xả những tư tưởng phân biệt nhị nguyên, hãy để tất cả các sắc hiện ra như nó đương là. Chúng ta buông mỏ tư tưởng phân biệt, mọi thành kiến, mọi ghét yêu, mọi phân biệt. Hãy để cho tất cả các sắc được là chính nó. Khi chúng ta có thể thấy được như vậy, gọi là thấy được chân pháp hay thấy được hóa thân Phật, vượt ra khỏi mọi sự phân biệt, năng sở, nhị nguyên. Và khi nghe âm thanh cũng vậy, chúng ta nghe thấy ai khen chúng ta đẹp hay ai chê chúng ta xấu, hay tất cả mọi tiếng ồn như tiếng xe, tiếng nói, tất cả mọi âm thanh vốn từ vô thủy là hoàn hảo, là thanh tịnh. Chúng ta đừng phân biệt đây là tiếng khen, kia là tiếng chê, đây là tiếng xe, kia là tiếng gió. Ngay cả những tâm phân biệt về âm thanh, không phân biệt, không đặt danh, hãy để nó như nó đương là. Khi chúng ta có thể thấy như vậy, tức là chúng ta đã tiếp cận và thấy báo thân Phật nơi vạn pháp. Với tất cả các xúc tình cũng vậy, tất cả những xúc tình tư tưởng hiện khởi trong tâm của chúng ta, buồn, vui, yêu, ghét, chúng ta đừng dán mã mác, chúng ta không đặt tên đây là buồn, đây là vui, kia là tham, đây là sân. Hãy buông mọi dán mác, buông mọi sự phân biệt đặt tên, hãy để mọi tư tưởng hiện diện như chính nó đương là. Khi có thể thấy được như vậy, tức là chúng ta đã thấy được pháp thân nơi mỗi tư tưởng. Đó là cách thông qua pháp tu Guru Yoga để chúng ta chứng ngộ tam thân nơi vạn pháp, đều nhờ pháp tu thực hành qua thực hành Guru Yoga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.